Thưa quý khán giả của Người Việt Online, bây giờ là 10 giờ 45 phút tối Chủ nhật, mùng 5 tháng 10 năm 2014. Chúng tôi đang có mặt trên một cây cầu bắc ngang qua hai tòa công thự nằm ngay tại trung tâm hành chính và tài chính của Hồng Kông. Đây là địa điểm mà trong suốt hơn 10 ngày qua, rất đông sinh viên và người Hồng Kông đã tập trung tại đây để biểu tình đòi tự do dân chủ, nhất là họ đòi quyền được thể hiện việc bầu những người đại diện chính thức của họ qua lá phiếu, thay vì chỉ được chọn trong danh sách do nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc chỉ định. Quý khán giả có thể thấy rằng mọi ngã đường chung quanh khu vực biểu tình đêm hôm nay, số người tham dự khá ít so với những đêm trước, nhất là đêm hôm qua. Đêm hôm qua thì tất cả mọi ngã đường đều chật kín người, không có chỗ chen chân. Người ta đổ về đây nhằm mục đích ủng hộ sinh viên và người Hồng Kông sau khi đã có cuộc xô xát giữa lực lượng biểu tình tại thành phố Mong Kok và những người chống biểu tình. Mong Kok là một thành phố nằm cách địa điểm này một khoảng 15 phút lái xe. Tại Mong Kok thì đã có 3 cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và những người chống biểu tình trong khi cảnh sát làm ngơ. Thưa quý vị, có nhiều lý do để giải thích cái sự vắng vẻ ngày hôm nay so với những đêm trước. Đầu tiên là một số người lo sợ tối hôm nay hoặc là rạng sáng mai cảnh sát sẽ dùng bạo lực để giải tán địa điểm biểu tình này sau khi mà ông hành chánh trưởng quan Hồng Kông là ông Lưu Trấn Anh tuyên bố là đụng độ giữa những người biểu tình và chống biểu tình đã vượt quá giới hạn mà nhà cầm quyền bắt buộc phải can thiệp, và ông cam kết là sẽ giải tỏa tất cả mọi địa điểm biểu tình trước thời hạn ngày mai là ngày thứ hai. Lý do kế tiếp là ngày mai là ngày đi làm, và một lý do quan trọng không kém là cách đây vào khoảng 2 tiếng đồng hồ thì trên tờ South China Morning Post có loan một bản tin nói rằng về phía văn phòng của ông hành chánh trưởng quan Lưu Trấn Anh vừa ra một thông báo nói rằng điều kiện để sinh viên và chính quyền thảo luận với nhau tìm một giải pháp cho cuộc đụng đầu này là sinh viên phải giải tỏa tất cả mọi chướng ngại vật bao quanh chung quanh khu vực hành chính và tài chính, bởi vì hơn 10 ngày qua thì người dân Hồng Kông không thể vào khu vực này để xin giấy tờ và chỉ có nhân viên chính phủ vào làm việc mà thôi. Thưa quý vị, chúng tôi quan sát thấy rằng mọi người có mặt tại địa điểm biểu tình này tương đối không có cái tâm lý lo sợ như đêm hôm qua và cả ngày hôm nay, bởi vì sau những tin tức cho biết là có thể đôi bên, tức là lực lượng biểu tình và phía chính quyền có một giải pháp mà đôi bên có thể thỏa thuận được với nhau, thì người ta bớt quan ngại có thể xảy ra một cuộc tấn công đêm nay. Dù vậy cũng không ai có thể biết trước được cho tới khi trời sáng. Quý khán giả có thể thấy rằng phía bên tay mặt của chúng tôi một cây cầu bắc ngang giữa hai tòa công thự. Đây là khu vực dành riêng để cho giới truyền thông đặt các dụng cụ quay phim, chụp ảnh và trực tiếp tường thuật tin tức. Hầu hết các phóng viên đêm nay sẽ ngủ lại tại đây, bởi vì họ vẫn ngờ rằng có thể xảy ra dù là một giải pháp mà đôi bên thỏa thuận được, hoặc là những biện pháp mà chính quyền Hồng Kông sẽ dùng lực lượng an ninh để giải tỏa địa điểm biểu tình, như họ đã từng dùng cảnh sát bắn lựu đạn cay và bắn súng cao su vào đám đông biểu tình trong đêm 28 tháng 9 vừa qua. Chúng tôi sẽ bám sát tình hình tại chỗ cho tới ngày mai và sẽ tường trình hầu quý khán giả của Người Việt TV ngay khi có những thay đổi trong cái khung cảnh nơi địa điểm tập trung người biểu tình này. Đinh Quang Thái tường trình trực tiếp từ Hồng Kông.